Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước. Và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy, những người biệt phái và luật sĩ hỏi người: sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp: hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người. Và người gọi dân chúng lại mà bảo rằng: hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loạn, ganh tị, du khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ra ô uế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngài khen Chúa. Anh chị em thân mến, những cái tập tục nghi lễ bên ngoài nó cũng có nguồn gốc của nó nơi đất nước Do Thái. Năm 336 trước Chúa Giáng sinh, nước Do Thái nhỏ bé lại rơi vào cái vòng thống trị của đế quốc Hy Lạp. Lóe mắt trước cái nền văn minh Hy Lạp, nhiều người Do Thái đua nhau học đòi cái kiểu sống Hy Lạp, nói tiếng Hy Lạp, mặc theo kiểu Hy Lạp, ăn uống theo kiểu Hy Lạp và thờ lại các thần Hy Lạp. Mặt khác, quan thái thú, các quan thái thú Hy Lạp dùng sức mạnh để buộc người Do Thái bỏ đạo Chúa để thờ đạo Hy Lạp. Cho nên người Do Thái bắt đầu ăn thịt heo và đốt nhang trước
các tượng thần Hy Lạp. Ai mà không theo thì sẽ bị xử tử. Văn hóa dân tộc và đức tin vào Chúa có nguy cơ bị hủy diệt. Vì thế, cho nên những nhà Do Thái lãnh đạo tinh thần của dân Do Thái đã hết sức cố gắng giữ lại cái truyền thống tốt đẹp của dân Do Thái. Cho nên họ mới đặt ra những cái khoản luật buộc dân mình giữ để khỏi lây nhiễm nọc độc của ngoại bang Hy Lạp. Thì trong đó có những cái lề luật về ăn uống, về những cách giữ các nghi lễ. Thì từ đó dấy lên một phong trào đề cao lề luật. Nhưng mà thưa anh chị em, cái phong trào đề cao lề luật này càng ngày càng đi đến chỗ quá trớn. Tới thời của Chúa Giêsu thì lề luật đã quá sức tỉ mỉ, nhất là cái luật về sạch dơ. Đi đâu về, trước khi vào nhà cũng phải rửa tay rửa chân. Trước khi ăn uống cũng phải rửa tay rửa chân. Những chén dĩa ly tách dùng để ăn uống cũng phải rửa nhiều lần trong ngày. Cái điều đáng chú ý là những cái luật này không phải để giữ vệ sinh hay bảo vệ sức khỏe, mà chỉ để giữ những nghi thức thôi. Cho dù người không dơ, tay chân không dơ cũng phải tắm rửa. Cho dù ly chén tách không dơ cũng phải rửa. Ai không làm như vậy thì bị coi là những người tội lỗi, bị người khác chỉ trích và bị kết án nặng nề. Cho nên một lần kia, môn đệ của Chúa Giêsu đã ăn mà không rửa tay chân. Lập tức các môn đệ của Chúa Giêsu bị các luật sĩ và những người biệt phái chỉ trích. Và nhân cái dịp này, Chúa Giêsu phải lên tiếng, đã lên tiếng vừa để bên vực môn đệ của mình, vừa để nói lên quan điểm của Chúa về vấn đề giữ lề luật một cách chung, nhất là vấn đề sạch dơ. Ở đây, trong bài phúc âm này, Chúa Giêsu đưa ra hai lời tố cáo. Lời tố cáo thứ nhất là giả hình. Từ ngữ giả hình nói ra rất nhiều điều, nhưng ở đây chúng ta cần nhớ cái điểm này để dễ nhớ, đó là giả hình giống như là một viễn diên ở trên sân khấu, suốt đời đóng kịch thôi, đóng tuồng, chẳng chút thành thật nào ở trong cái hành động của mình. Cho nên với bất cứ ai mà tôn giáo có nghĩa là tuân giữ một số lề luật quy tắc bên ngoài, một số lễ nghi và tuân giữ một số cấm kỵ bề ngoài, thì người đó sẽ trở thành kẻ giả hình theo nghĩa như nói trên. Đó là những người tin rằng mình thánh thiện, nếu giữ được những hành vi, những cử chỉ bên ngoài cho đúng, bất chấp cái tấm lòng và tư tưởng của mình ra sao. Đúng như trong trường hợp ở phúc âm hôm nay, thì chúng ta thấy Chúa Giêsu lên án có những người Do Thái giữ luật bên ngoài, nhưng mà trong lòng của họ đầy tham lam, ghen tị, che giấu sự cay đắng, kiêu ngạo. Những người đó không có một chút bận tâm nào cả, miễn là họ giữ đúng lề luật về quy tắc rửa tay, quy tắc thanh sạch, ô uế. Nhưng mà chủ nghĩa duy luật pháp này chỉ quan tâm đến việc làm bề ngoài của con người, mà chẳng đếm xỉa
vì với cái tinh thần nội tâm. Cho nên nó cũng giống như cái câu ca dao của nước Việt Nam chúng ta từ thời xưa để lại: nguyện thì ngoài miệng thì tụng niệm Nam Mô, trong lòng thì đựng cả bồ dao găm. Đó, giả hình là như thế. Lời tố cáo thứ hai của Chúa Giêsu liên quan đến việc thay thế luật của Thiên Chúa bằng luật của con người, như trong phúc âm hôm nay có nhắc lại. Những cái đoạn khác có kể một câu chuyện, đó là cái tục lệ của người Do Thái, là tục lệ cọt băng là lấy của dân cúng cho Thiên Chúa đủ. Sách xuất hành buộc con cái phải phụng dưỡng cha mẹ, nhưng mà những luật sĩ, những người biệt phái để khuyến khích người ta đóng góp cho đền thờ thì đã dạy rằng nếu ai đem những gì, cái cọt băng đó, đem những gì mà phải giúp cha mẹ mà dâng cho đền thờ thì không còn cần phải giúp cha mẹ mình nữa. Quả thật đây là một cách bóp méo luật pháp. Đúng theo sách xuất hành thì con cái phải phụng dưỡng cha mẹ, chớ không có lấy bất cứ cái gì để thay thế cho việc phụng dưỡng cha mẹ. Không phải là đóng một cái số tiền nào đó cho đền thờ xong không cần phải phụng dưỡng cha mẹ như cái lề luật của Pharisee và biệt phái. Chúa Giêsu chống đối cái loại luật của các luật sĩ và kinh sư như thế. Họ không lắng nghe lời của Chúa hướng dẫn đời sống của mình, mà chỉ nghe tuân theo những cái lý luận khôn khéo tài tình của họ đưa ra, soạn ra những cái lề luật có tính cách bên ngoài. Nhưng mà thưa anh chị em, chúng ta cũng coi chừng. Dù sao giữ luật bên ngoài cũng dễ hơn giữ luật nội tâm. Trong thực tế đời thường của chúng ta cũng thấy thiếu gì người thích làm đám cưới linh đình. Cái lễ cưới mời đủ thứ người, ngay cả mời cho nhiều cha đồng tế thì tốt, nhưng mà chẳng lo phần giáo lý học hỏi lời Chúa cho đôi tân hôn để mà sống. Thiếu gì người khi cha mẹ còn sống thì bỏ bê, nói nặng nói nhẹ, chỉ khi cha mẹ nằm xuống mới lo làm tang lễ sùm, than khóc bù lu bù loa. Thiếu gì người không khuyến khích con cái mình đi học giáo lý, nhưng tới khi rước lễ, tới khi thêm sức thì tới xin xỏ, làm áp lực cho con mình phải có mặt trong những ngày lễ trọng đại ấy. Thiếu gì người hết sức sùng kính ảnh thánh này, tượng thánh nọ, phong trào này, phong trào kia, mà đối xử với người khác chẳng thấy có gì giống cái tinh thần bác ái vị tha của các vị thánh đó. Thật chẳng có nguy cơ nào nghiêm trọng hơn là nguy cơ đồng nhất tôn giáo với những cái việc tuân giữ luật bề ngoài. Đi nhà thờ, đọc lời Chúa, dâng cúng tiền bạc, tất cả những cái điều đó vẫn không khiến cho người đó trở thành tốt hơn. Vấn đề căn bản là cái tấm lòng phải như thế nào đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Nếu mà con người nào có tấm lòng kiêu ngạo hiểm độc,
thì cho dù tất cả những cái việc tuân giữ luật lệ tôn giáo bề ngoài trên đời này cộng lại cũng không khiến người ấy trở thành một người thánh thiện. Thưa anh chị em, xin Chúa cho chúng ta biết noi gương Chúa, lắng nghe lời mời gọi của Chúa, trở về với lề luật của Chúa với tất cả tấm lòng chân thành, để tránh cái thói giữ cái lề luật bên ngoài, và đặc biệt là tránh cái lời khiển trách của Chúa Giêsu. Hỡi bọn giả hình, Isaiah đã nói thật có lý về các ngươi rằng: dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng của Chúa, còn lòng của chúng thì lại ở xa ta, vì nó sùng kính ta một cách giả dối.